Xôn xao cô gái vào nhà hàng 5 sao gọi bò Wagyu, tôm hùm, rượu vang rồi bung tiền. Ngày 29 tháng 5, Công an phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội xác nhận sự việc một cô gái gọi đồ ăn tại nhà hàng của khách sạn 5 sao trên địa bàn, thế nhưng sau đó không chịu trả tiền. Vị này cho hay, công an xác định cô gái trên thường xuyên đi ăn không trả tiền và có tâm lý không bình thường. Sau đó, nhà hàng không yêu cầu xử lý vụ việc và cô gái này đã rời đi. Trước đó, anh MS, quản lý của nhà hàng đã đăng tải lên mạng xã hội, chia sẻ bài viết về việc cô gái xinh đẹp mặc váy trắng tới nhà hàng của một khách sạn sang trọng gọi những món đắt tiền. Cô gái yêu cầu lấy thực đơn và gọi các món cao cấp gồm bò Wagyu A5, tôm hùm nguyên con, rượu vang Đức, hoa quả, v.v. Tổng số tiền cần thanh toán là gần 11,1 triệu đồng. Khi mới vào, cô ấy ăn mặc sang trọng, nói chuyện lịch sự. Khi cửa hàng đến giờ chuẩn bị đóng cửa, nhân viên in hóa đơn tính tiền thì cô gái này tỏ ra ngây ngô, không mang bất kỳ giấy tờ cá nhân nào. Nam quản lý nhà hàng cho hay, anh đã nhiều lần ra nói chuyện với khách hàng, đồng thời liên hệ công an can thiệp. Tuy nhiên, cô gái này không hợp tác, liên tục tỏ ra không bình thường, nằm ra ghế sofa rồi rời đi mà không trả tiền. Cuối bài đăng, người quản lý nhà hàng mong người thân cô gái trên hỗ trợ liên hệ nhà hàng để thanh toán bởi số tiền trên là không nhỏ.